Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Văn Ngoan, học sinh khóa A Đại học EDX lớp Happy. Và theo như mình biết thì kỹ năng giao tiếp trước đám đông là điều vô cùng quan trọng và cần thiết ở mỗi con người nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo hay là một nhà diễn giả giỏi. Và mình học điều đó qua bộ môn Oral Communication của cô Hải. Và video hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trước đám đông. Nó được chia làm ba phần. Phần thứ nhất, chúng ta đi vào khái niệm của kỹ năng giao tiếp, và phần thứ hai đó là tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trước đám đông, và phần thứ ba là cách rèn luyện làm thế nào để trở thành một người có kỹ năng giao tiếp trước đám đông giỏi và tốt nhất. Phần khái niệm kỹ năng giao tiếp đó chính là khả năng sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt ý kiến, cảm nhận của mình sao cho rõ ràng và thuyết phục. Và kỹ năng giao tiếp trước đám đông sẽ giúp chúng ta tự tin hơn. Khi chúng ta nói trước đám đông thì chúng ta đã sử dụng một ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể. Đó là cách để truyền đạt những thông điệp một cách rõ ràng và hiệu quả nhất. Và chính vì vậy chúng ta sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi về chính bản thân mình, nỗi lo lắng và nỗi tự ti. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp trước đám đông thì giúp chúng ta hoàn thiện và thành thạo được kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hơn nữa. Và khi nói trước đám đông như vậy thì chúng ta sẽ truyền tải được những thông điệp một cách hiệu quả. Chính vì vậy chúng ta sẽ cải thiện được nhiều những kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, từ đó ta sẽ có được những ấn tượng tốt về mọi người và có được sự tôn trọng và được mọi người để ý và giúp chúng ta nổi bật hơn trong đám đông. Và kỹ năng giao tiếp, và ngoài ra kỹ năng giao tiếp trong đám đông sẽ giúp chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo và một nhà diễn giả cực giỏi. Bởi kỹ năng giao tiếp trước đám đông thì là một cách chúng ta nói hết những suy nghĩ, những cảm nhận của mình cho mọi người. Chính vì vậy đó là một thứ then chốt không thể thiếu của một nhà một thứ then chốt không thể thiếu nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo hay một nhà diễn giả. Và tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp nó là vô cùng lớn như vậy, thì làm thế nào để muốn thành thạo đó thì thứ nhất chúng ta cần phải vượt qua nỗi sợ hãi, gạt bỏ sự tự ti trong bản thân. Trong bản thân chúng ta thì luôn có một nỗi sợ vô hình, một cái vòng an toàn, một vòng tròn an toàn, và nó sẽ ngăn cản chúng ta làm hay thực hiện những điều mà mình mong muốn. Đó là nỗi sợ vì sợ rằng mọi người sẽ cười nhạo hay chê bai mình, hay những lời nói mình có những ảnh hưởng gì đến tới mọi người. Đó là điều chúng ta cần vượt qua. Và có một cách rất đơn giản mà mọi người thường áp dụng, đó chính là chúng ta sẽ tập nói trước gương, tập nói trước những màn ảnh điện thoại, quay video lại và sau đó xem lại, thì chúng ta sẽ biết được những khuyết điểm và những thiếu sót của mình để cải thiện, giúp cho nó tốt hơn. Và điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn chính là follow người nổi tiếng và xem nhiều những diễn giả giỏi và những nhà lãnh đạo tài ba trên thế giới. Hiện nay thì công nghệ phát triển và mạng xã hội luôn luôn là một thứ mà tôi có thể tối ưu tất cả những công việc hàng ngày, và chúng ta có thể dễ dàng tìm những nhà diễn giả giỏi hay là nhà lãnh đạo tài ba trên Facebook hoặc YouTube. Chúng ta có thể làm theo họ và có thể xem họ mỗi ngày để có thể cải thiện được kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Và tôi mong rằng các bạn sẽ làm theo họ thêm từng ngày. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp bạn hoàn thiện được kỹ năng giao tiếp của bạn. Cái thứ ba tôi muốn nói với bạn đó chính là chúng ta phải đọc sách. Đọc sách về kỹ năng mềm là một điều vô cùng quan trọng nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Có những cuốn sách như Đăng Nhân Tâm, hay là đừng bao giờ ăn tối một mình, và hay là Thôi Miên Bằng Ngôn Từ, đó là vân vân. Đó như là cuốn sách về kỹ năng giao tiếp vô cùng tốt của những tác giả hay là của những nhà diễn giả nổi tiếng. Đó là những thất bại thành công đúc kết lại qua nhiều năm. Và nếu bạn muốn trở thành một trong những người như họ thì hãy tìm đến những cuốn sách đó nhé. Và điều cuối cùng
Tôi nói các bạn, nếu muốn trở thành một nhà nếu nếu muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp trên đám đông, đó chính là quan sát và lắng nghe. Khi nhắc đến giao tiếp, chúng ta chỉ nghĩ đến lời nói hay cử chỉ, hay là những nét mặt hay là những cái hành động, nhưng mà kỹ năng lắng nghe tích cực và hiệu quả là một điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi lắng nghe, ta mới có thể hiểu được những người nghe, những mọi người muốn gì và cảm nhận được và thấu cảm với họ. Từ đó ta có thể truyền tải những thông điệp sao cho tốt nhất và hiệu quả nhất. Và có một cái khác, có thể nhận xét và quan sát. Nhận xét và quan sát, và đó là một cái đánh giá tình huống giúp chúng ta cảm nhận được và thấu hiểu họ hơn. Và kỹ năng giao tiếp, và chúng ta đã biết thì kỹ năng giao tiếp thì vô cùng quan trọng như vậy. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo hay một nhà đánh giá thì hãy luyện tập nó theo từng ngành nghề. Cảm ơn các bạn đã xem video.